nha, xin chào. Xin chào cô chú kìa. Xin chào cô chú. Cả nhà hôm nay nhà mình đi camping, đi cắm trại cả nhà ơi. Hôm nay mình đi cắm trại ở biển. Mình hồi nãy giờ đến đây là lúc buổi trưa rồi, cái dựng lều sẵn luôn rồi, hồi nãy giờ nằm chơi nằm ngủ thiêu thiêu nãy giờ. Giờ mình đang gần chiều đó cả nhà. Đi đói bụng rồi đúng không? Bây giờ để mẹ chuẩn bị ra làm nướng thịt cho con ăn nha. Dạ. Lâu lắm rồi không đi cắm trại, bữa nay đi cắm trại lại á, cảm giác nó rất là thích luôn cả nhà. Để mình quay biển cho cả nhà xem nha, biển ở đây cực kỳ đẹp luôn. Baby. Hôm nay mình mua cái liều mới cả nhà, cái chợ cái liều này nè, hôm nay là mua liều mới nha. Cái liều hôm bữa là mình màu đen là ở nhà, hôm nay mình mua cái màu kem. Đây, quay một vòng liều cho cả nhà xem nha. Cái này ra thùng nước Barbie mới mua. Ở bên đây là hôm nay mình không có mình không có ngủ lại đây cho nên là mình không có xài cái liều kia đó. Mình cái liều này là dưới đất. Mình mua cái này trải nè, cái giống như là Việt Nam mình kêu bằng ghế bố đi. Cái giường nhỏ, giường tự động mini á. Đây, thùng nước đá. Cái liều của mình là để quay cái liều của mình cho cả nhà xem. Hôm nay mua liều màu kem. Tại vì bây giờ màu vào mùa xuân rồi đó cả nhà, xuân rồi nó qua mùa hè đó, cho nên mình chọn cái này cho nó mát mẻ nè, cho nó cái màu nó đẹp. Để quay một vòng cái khu cắm trại ngoài trời, ngoài biển á cho cả nhà xem nha. Trời ơi, cả nhà thấy không, hồi nãy mình lại đây hết hồn luôn á, sợ không có chỗ. Tại hôm nay cuối tuần á, nhà thấy là liều quá trời luôn á, nhiều cái lắm. Nhưng hồi nãy giờ là người ta cũng dọn bớt rồi đó cả nhà, chứ hồi chưa là nhiều hơn. Cái khu trống trống mình đó hồi nãy là không còn chỗ luôn á. Rồi có những người ta cũng mới lợi. Tại vì những người mà ta ngủ qua đêm ấy thì người ta đi lại trễ, còn những người mà ta sáng người ta đi lại sớm thì chiều người ta về nhà có em bé đó cả nhà. Ở đây nè, bên đây có hai cái liều. Dọn rồi đó. Đứng trên đây cao quá. Chứ ở đây là nước đẹp lắm, ở đây là một cái bãi biển nổi tiếng ở Jeju luôn, nước xanh dờn luôn. Cả nhà thấy đẹp hấp dẫn ha, ở đây là mình cắm trại miễn phí nha cả nhà, không có tốn tiền. Còn mấy cái chỗ hôm trước mình đi là một ngày là phải hơn 1 triệu á. 1 triệu 2, 1 triệu 8. Còn ở đây là cắm trại không có tốn tiền. Bi ngồi kìa, ngoài kia là biển nha, hôm nay mình có cái view biển rất là đẹp luôn. Ơi. Ồ, hoàng hôn kìa. Đó cả nhà hoàng hôn á. Mà hôm nay mình ăn thịt cừu nha, mình rất là trông đợi ngày hôm nay. Tại vì á, ở trong nhà mình nướng cừu á thôi, nó có mùi á cả nhà. Cái Barbie muốn ra nhà nướng, ra ngoài trời nướng nè. Trời, ổng bỏ hai ba cái củ khoai lang vô trước rồi kìa. Nướng thịt cừu với lại là cái này là thịt ba chỉ. Mà ở hàng là cái này là cũng gọi là năm chỉ luôn á cả nhà. Ồ, ở đây là nước xúc xích nè. Hôm nay mình có chuẩn bị hai chiếc cà. Thường thường ở hồi đó dưới quê mình hay ăn cà xanh á cả nhà. Cái này là cà nhưng mà ăn cà xanh, bên này không có cà xanh, mình ăn cà tím. Hôm nay mình sẽ bỏ cái này vô nướng nè. Nướng cà tím ăn thử. Ăn thử cái nó ngon không? Nè cô chú ơi, đi là ăn cay lắm thiệt luôn. Ăn cay. Ừ. Ăn đi, ăn ăn kim chi. Trời, lửa nè cả nhà. Lửa nó cháy nè. Quá trời ngon luôn. Ôi ôi. Ồ. Bỏ hết thịt cừu lên luôn. Hôm nay mưa nướng cà thử ngon không? Ba ơi. Ừ. Chuẩn bị thịt cắt ha ba. Ừ. Cắt thịt cho người đang chuẩn bị chín rồi. Nướng ngon quá nha. Trời ơi, sao mà kỳ vậy trời? Trời đất ơi. Quay clip mà. Nè, đây kìa. Ta là dùng tay đi. Ừ, vậy đó. Chết trời, chắc mặn rồi. Cục này chắc mặn rồi. Nè, cho Bi ăn thử cục này. Nè, con ăn đi nha. Con mời cô chú ăn cục nè. Mời cô chú ăn cục.
cái nắp rồi. Ừ. Quá. Đói bụng quá trời luôn cả nhà ơi. Đó. Ồ, để ăn thử nha. Ngon không ta? Ăn cùng mình cả nhà ơi. Ừ. Ăn thử nha. Gió quá trời luôn hôm nay, mình coi thời sự là không có gió mình mới đi. Nhưng mà cuối cùng á lạnh như ở đây bị biển á cả nhà, cho nên gió nó nhiều á. Gió hù hụ luôn á. Tôm sít. Apa, Ujima. Chết rồi á. Ừ. Ừ. Cảm ơn cô. Nấu cà nè. Cà này đã chưa chín nữa. Thịt chín mà cà không chín nè. Anicus đó, dạng cũng ghét. Mua lắm. Anicus. Dạ, cũng có gì có. Ăn cái theo trước đi. Ăn kim chi nha. Dạ. Wow. Đâu mà khu kia mơ khu tên mà về nhận. Thôi đi kém rồi chị. Khu kia phụ chốt kia sợ. Khu kia thỏa thai nữa thì ạ. Ngon quá hả nhờ. Ngon, bá xe. Ừ. 왜? 엄마가 집어 먹는데 양고기였어. 맛있어. 나. Thịt cừu á là phải có sốt thịt cừu. Chấm nó mới ngon cả nhà. Đặc trưng là cái đó luôn á. Mấy tháng rồi mới đi cắm trại á. Bây giờ à, bắt đầu là vào mùa xuân này á, thời tiết nó ấm áp rồi cho nên là phải đi cắm trại nhiều nhiều vô. Bây giờ là mùa xuân rồi. À, này, ở đây. 그래가지고 고기 맨날 먹게. 나 rồi sống ở đây ngày nào cũng được ăn ông thịt. Ở nhà mình cũng ăn thịt chứ đâu phải không ăn đâu. Người mà ngủ lại ở đây cả nhà là không được phân nữa. Người về nhiều hơn tại vì nhà người ta có em bé đó. Sáng lại lên sớm chơi xong rồi chiều về. Ngủ ở đây á bất tiện, giống như có em bé ngủ ngoài là bất tiện. Cái chỗ này á là sập sức. Cái chỗ này không phải là cái chỗ mà chuyên để cắm trại rồi có nhà vệ sinh, có chỗ tắm này kia, nó không có. Có chỉ có nhà vệ sinh thôi, cho nên là bất tiện khi mà ngủ ở đây mình phải tắm rửa này kia đó. Cảm ơn. Cho miếng đấy. Cho miếng. Ừ, chào mọi người. Ừ. 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 Ngon. Ngon hết ta. Ừ. Ngon. Nước cà chỗ nào mới chín nè. Cà nướng lâu chín quá. Ừ. 혹시 이거가 우리랑 똑같은 건데 이게 더 큰 거예요? 이거 비슷해. 응? 야, 지금 보이나? 햇빛? 어? 너무 예뻐. 오! 예뻐. 됐! 됐고. 내가 이제 가냐, 쌤. 그럼 맞게 랑한 형. 야, 어떻게 해야 돼? 아빠가 축하해! 먹어봐. 팔이 들어가는 거 아니야? Để quay cái hàng hơn cho cả nhà coi nè. Đó cả nhà, nó xa đằng kia, ở ngoài thì nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây.
Ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn. Ồ, cả nhà thấy hoàng hôn không? Miếng tí nữa nha, bự tí nữa nha. Ồ, thấy không? Ở ngoài nó đẹp vậy đó cả nhà. À, tại vì quay máy xa nè cho nên là nhìn không rõ nè. Ồ, biển đẹp ha. Chiều hoàng hôn rồi mà. Con làm gì Bi? Con làm gì đó? Ủa, thấy ăn kim chi, ghen kim chi dữ lắm luôn. Ngon Vi ha, ngon ngon, ngon quá, ngon quá xỉu luôn, ngon quá xỉu luôn. Nhảy nhảy, nhảy nhảy, nhảy nhảy, nhảy nhảy. Thịt cừu chuẩn bị chín rồi cả nhà ơi. Thịt cừu nha, ba Vi ăn thịt cừu nha. Ngon. 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 Ngon cả nhà. Chắc ngon. Thịt cừu là phải chấm cái sốt này nè. Cái sốt của thịt cừu nè. Nó mới ngon. Nó mới ngon được. Vì nó chạy vòng 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 á, nó ra đây là nó khoái chơi gì đó. Wow. Ngon. Nhiều hoàng hôn rồi. Mẹ biết sao chạy mẹ biết không mẹ? Ừ sao con? Chạy biết ăn. Thấy ốc thờ. Con giảm cân hả? Bi nói là Bi muốn giảm cân á cô chú ơi. Cái đó Bi là không ăn được mà Bi non quá. Rồi Bi chạy. Nè cô chú, con mua này giống mẹ nè. Bị thích quá. Bị chân mẹ mua lắc. Trời ơi, mua lắc. Bị chân mẹ thấy ở trên rừng mà xin xin đề. Cứ mua mua cơm trong cửa thơ. Thấy lý gắn rồi. Cái này là cái thịt cừu nha. Xỉu luôn nè, ngon xỉu luôn nè. Không. Hả nha, bỏ cơ. Ô.먹어. 응. Thịt cừu nó mềm. Nó mềm lắm cả nhà. Mà thịt cừu ăn không có ngán như thịt bò à. Con đừng có đi theo con chó. Biết hả? Con chó lạ đó. Mày thấy con chó là chạy theo cái nè. Khoái chó, khoái mèo, khoái động vật lắm. Ôi trời. Cà chín rồi, bây giờ để mình lột vỏ cà thử coi. Lâu lắm rồi không ăn cà kiểu này, để lột thử coi nó có được không nè. Ủa, ông vô rồi. Wow. Ây da. Tức rồi. Mình thích mà hay lắm. Hả? Bận không hết kìa. đang bận lột cái vỏ cà này cả nhà. Nè cả nhà thấy không? Cái cà nè. Oh my god. Hả? Ủa là xong nè. Ăn chiếc cái sữa. Hôm nay không có chờ mình nên.
để ăn thử nha. 아들 배고파서 먹기 바쁘니까 thumbnail 찍지도 않네. Ăn thử nha. Ngon sao? Cái này mà có hành dầu hành ha. Hành hành phi lên đó. Ngon lắm á. Ngon. À. Cái này mà phải ngủ qua đi lắm. Uống một lon bia là hợp luôn. Mét chút. 1, 2, 3. Mét chút. 운전 때문에. 내가. Mẹ 고기나 먹 계속 먹지 말고 엄마 다이어트 좀 시켜 봐요. 다이어트도 안 하고 그럼 배가 어떻게 되겠어요? 나 아침에 뭐 먹었어? 몰라. 지금 고기. 아, 사실 저거 안 있죠, 맞아요. 맘에 안 드네요. 맘에 안 매일 까이더이. 안 먹어요, 사실. 미영이 그만 먹어요. 다이어트 좀 시작하자요. 아줌마 안 먹었어. 아유. 화장실 좀 해줘, 앙. 마, 매장 앙, 네. 그럼 저 매장 앙, 네. 오케이, 강, 룽, 라이, 섬, 강, 번, 함, 기, 차. 이 양띠, 양고기. 어, 아빠 양띠, 양고기. 택고, 고, 앙, 택고. 그럼 아빠 양이겠네. 아유. Nóng hả? Để mày cắt nhỏ nhỏ cho nha. Dạ, bà cho nha. Yên con, cho ra được. Ừ. Hai đứa con lớn mà nữa cả nhà. Đi được là dẫn đi rồi. Cuối tuần hay hẹn bạn bè á. Cho nên là không đi được. Con làm cái gì? Mẹ cầm mẹ chấm mình. Hoàng hôn lặn rồi, bây giờ nó tối luôn cả nhà. Hôm nay mình không có đem đèn luôn á, cho nên là bây giờ nó mình nghĩ là nó hết, nó mờ mờ rồi đó. Cho nên hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà ơi. Đăng ký kênh ủng hộ gia đình Treo Quanh Family nha. Bye bye kìa con. Bye bye. Bye bye.